Anh chàng này là Ronaldo, là một cựu binh trong lực lượng đặc biệt RO. Anh được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ ám sát, những kẻ mà anh muốn thủ tiêu trước giờ chẳng có ai sống sót. Tuy nhiên có giỏi đến đâu thì anh vẫn không thể bảo vệ được gia đình của mình. Vài năm trước, Ronaldo đã phải tận mắt chứng kiến người vợ đang mang bầu của mình bị kẻ thù tông ngỏm, bản thân anh cũng bị bắn 2 phát. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng kể từ khi vợ ngỏm thì Ronaldo đã quy ẩn và sống một cuộc sống bình lặng. Từ một người có tất cả, giờ đây Ronaldo mất hết đi những thứ quý giá của đời mình. Anh chuyển đến một con phố và mở một tiệm cầm đồ nhỏ để kiếm sống qua ngày. Ronaldo dường như rất ít khi nói chuyện với người khác, tuy nhiên đứa trẻ hàng xóm này thì ngược lại. Cô bé tên là Naomi, mẹ của cô bé là vũ công ở một quán bar và cũng là một con nghiện. Vì nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ phê thuốc nên Naomi không muốn về nhà. Lúc nào cô bé cũng bám theo Ronaldo để kể những chuyện linh tinh trên trời dưới đất nhưng Ronaldo không thể đáp trả. Vì cô bé không biết bố mình là ai và mẹ lại là một con nghiện nên bạn bè không ai chơi với cô. Thấy Naomi đáng thương nên Ronaldo đã mời cô bé vào nhà để ăn cơm cùng mình. Naomi có ước mơ là mở một tiệm nail vì cô bé rất thích vẽ móng. Cô bé còn đặt cho anh biệt danh là chú đẹp trai. Hai chú cháu đang ăn cơm thì mẹ cô bé tìm đến. Vì không muốn về nhà nên Naomi đã nhờ Ronaldo nói dối giúp mình. Còn mẹ cô bé thì không muốn con gái mình quay lại với Ronaldo vì nghĩ anh là người xấu. Khi Naomi trở về nhà thì lại chứng kiến cảnh mẹ mình phê thuốc. Cô bé chỉ có thể bịt tai lại để không phải lắng nghe những cơn rên rỉ của mẹ mình. Thật là kinh khủng đối với một cô bé. Một hôm tình cờ Ronaldo nhìn thấy Naomi đang bị cảnh sát tra hỏi vì nghi ngờ cô bé ăn trộm đồ của bạn mình. Đối phương liên tục mắng chửi và yêu cầu được gặp bố mẹ của Naomi. Vào lúc cô bé đang lúng túng thì nhìn thấy Ronaldo, cô vội vàng chỉ tay về phía anh và nói rằng đó là bố mình. Tuy nhiên thì Ronaldo lại giả vờ như không quen biết và bỏ đi một mạch khiến cô bé vô cùng thất vọng. Tối đến Naomi gặp Ronaldo và tặng cho anh một lá bài may mắn. Cô bé vừa khóc vừa nói cháu có thể tức giận với tất cả mọi người nhưng không thể tức giận với chú. Bởi vì nếu cháu giận chú thì sẽ không có ai làm bạn với cháu trong thế giới này. Một lúc sau Naomi về nhà thì nhìn thấy mẹ mình đang bị một đám người hành hạ. Bọn chúng dùng máy sấy dí vào đùi mẹ cô để tra tấn. Đám người này là bọn buôn bột mì. Thì ra mấy ngày trước mẹ cô bé đã ăn cắp hàng của chúng nên chúng đã tìm tới đây để đòi lại. Vì không chịu nổi sự giày vò nên Anna đã khai ra chỗ giấu. Cô nói mình có cầm một chiếc máy ảnh ở tiệm cầm đồ của Ronaldo và số thuốc mà cô lấy cắp được giấu ở trong đó. Thế là lúc đã sai đàn em của mình là tóc xù và gấu bông tìm tới nhà của Ronaldo. Khi anh về tới nhà thì phát hiện ra có người đột nhập, Ronaldo mở cửa đi vào thì thấy hai tên đang ngồi chờ sẵn. Vừa thấy anh, thằng tóc xù liền rút dao đe dọa bắt anh giao đồ ra nhưng chỉ 3 giây sau Ronaldo đã cướp được con dao và vứt sang một bên khiến cho hắn đơ luôn. Tên gấu bông thấy vậy liền bước lên dần mặt nhưng lại nhận cái kết không thể nào đáng hơn. Lúc chó điên ở dưới thấy vậy đã gọi điện thoại nói chuyện với Ronaldo, hắn ta nói anh đang giữ một món đồ của chúng đó chính là chiếc máy ảnh mà Anna đã cầm lúc trước. Hắn ta dùng tính mạng của hai mẹ con Naomi để đe dọa nên Ronaldo đành phải giao chiếc máy ảnh cho chúng. Sau khi lấy được đồ, bọn chúng để lại một chiếc điện thoại và rời đi. Nhận thấy có điều bất thường nên Ronaldo liền đuổi theo nhưng không kịp. Trở về nhà, Ronaldo định gọi điện thoại cho cảnh sát để báo án nhưng nghĩ lại thì thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bên này lúc chó điên khi biết được bản lĩnh thật sự của Ronaldo thì nảy ra một ý định. Hắn ta gọi điện thoại cho Ronaldo rồi lợi dụng tính mạng của hai mẹ con Naomi để ép anh giúp hắn giao hàng. Xong việc hắn sẽ thả người, không còn cách nào khác, Ronaldo đành phải đồng ý với yêu cầu của hắn. Bên cạnh lúc còn có anh trai của hắn là Đờ Bú, hai anh em bọn họ là kẻ đứng đầu đường dây sản xuất bột mì và buôn bán nội tạng. Hợp tác với chúng là ông chủ Mantu, hắn cũng là người mà hôm nay Ronaldo phải tìm đến giao hàng. Theo chỉ dẫn của bọn chúng, Ronaldo đã tìm thấy gói hàng trong tủ đồ, khi mở ra thì anh mới biết đó là chất cấm nhưng đã lỡ dính vào rồi thì phải làm tới cùng. Ronaldo một mình đi đến chỗ của Mantu, vừa gặp hắn anh đã vào thẳng vấn đề. Ronaldo lấy ra một bịch muối trắng và nói có người nhờ anh chuyển cho hắn, sau đó kêu Mantu thả hai mẹ con Naomi. Mantu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tên lúc gọi điện đến. Thì ra trước đó hai anh em hắn đã lên kế hoạch để đưa Mantu vào bẫy. Một mặt lợi dụng Ronaldo giao bột mì cho Mantu. Mặt khác âm thầm báo cảnh sát, như vậy có thể loại bỏ ông trùm để độc chiếm công việc làm ăn của ông ta. Mantu khi nhận ra mình bị chơi xỏ thì đã muộn, lúc này cảnh sát đang ập vào khiến hắn ta phải vội vàng bỏ trốn. Còn Ronaldo không cẩn thận bị đàn em của hắn đánh rơi khỏi tòa nhà, cũng hên là bên dưới có một tấm lưới mới bảo toàn được tính mạng. Quay sang thấy Mantu đang bỏ chạy, Ronaldo cũng lập tức lấy một chiếc xe khác để đuổi theo. Bên trong cảnh sát và đàn em của Mantu vẫn đang bắn nhau loạn xạ, hắn ta lái xe đâm thẳng vào xe của Ronaldo khiến anh không thể tiếp tục di chuyển. Ronaldo xuống xe định rời đi nhưng cảnh tượng trong cốp đã khiến anh phải câm lặng vài giây, đúng này cảnh sát cũng đuổi tới và bao vây xung quanh. Bọn họ cũng phải há hốc mồm khi nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ khỏa thân bên trong cốp xe.
cô ta chính là mẹ của Naomi. Không những thế, tất cả các cơ quan nội tạng đáng giá đều bị lấy đi hết. Sau khi bị bắt, Ronaldo vẫn giữ im lặng và không nói một lời nào với phía cảnh sát. Nhìn thấy lá bài mà Naomi đã tặng cho mình, Ronaldo biết cô bé vẫn đang còn gặp nguy hiểm và anh không thể ở đây được. Phía bên này, Naomi đã bị đưa tới chỗ của một người phụ nữ. Cô bé bị nhốt vào một căn phòng cùng với rất nhiều những đứa trẻ khác. Ở đây bọn chúng được dặn là phải ngoan ngoãn mới được trở về nhà giống như cô bé này. Nhưng chúng đâu biết được sự thật đáng sợ đang chờ đợi mình ở phía trước. Quay trở lại đồn, trong khi cảnh sát đang đau đầu vì không tìm được bất cứ thông tin gì liên quan đến Ronaldo thì anh đã bất ngờ tấn công bọn họ. Ronaldo nhẹ nhàng hạ gục từng người, động tác nhanh gọn dứt khoát, chỉ mất chưa đến 4 phút anh đã xử lý xong hết tất cả và hiên ngang rời khỏi đó. Một đấm là hạ gục một viên cảnh sát, hai đấm là hạ được viên cảnh sát thứ hai. Đội trưởng nhìn thấy thân thủ của Ronaldo thì đoán được rằng anh đã từng được huấn luyện đặc biệt nên đã sai người tiếp tục điều tra kể cả những hồ sơ bí mật nằm ngoài thẩm quyền của bọn họ. Rất nhanh bọn họ đã có được thông tin của Ronaldo, thì ra anh là một đặc công ngầm của chính phủ. Nhiệm vụ của anh là đột nhập vào hang ổ và tiêu diệt các tổ chức tội phạm quy mô lớn. Không có kẻ tội phạm nào là anh không bắt được cả, kể cả bọn này ở ẩn trong rừng sâu hoang vu. Anh cũng một mình vào hang ổ và xử đẹp căn cứ của đám này, trông anh ngầu như trái bầu vậy. Bên này, tên chủ Mantu sau khi bỏ trốn đã bị hai anh em nhà Đờ Bú bắt được. Hắn ta sợ hãi cầu xin và nói sẽ nhường lại tất cả công việc làm ăn của mình. Nhưng thứ mà Đờ Bú muốn chính là mạng của hắn. Còn với phía Ronaldo, sau khi thoát khỏi đồn cảnh sát, anh đã lần theo manh mối và tìm đến một cửa hàng bán điện thoại. Anh muốn hỏi chút thông tin nhưng bọn này vô cùng cứng đầu, phải chờ ăn đòn mới chịu khai ra. Từ miệng của đám người này, Ronaldo đã phát hiện ra một đường dây buôn bán nội tạng mà cầm đầu không ai khác chính là hai anh em nhà Đờ Bú. Ronaldo cầm theo tấm danh thiếp đi đến một quán bar, anh đụng mặt Đờ Bú trong thang máy nhưng cả hai không nhận ra nhau. Hello chú em, mới đến đây chơi lần đầu à, chỗ này chơi vui lắm nha. Tên tóc xù đang giao dịch trong nhà vệ sinh nhìn thấy Ronaldo đi vào thì lập tức đếm củ xả. Ronaldo bắt hắn khai ra nơi giam giữ Naomi, nhưng khi hắn vừa nói dứt câu đã bị tên sát thủ của lúc chó điên bắn ngỏng. Cả hai bắt đầu lao vào solo, mặc dù Ronaldo rất mạnh nhưng tên kia cũng không phải dạng vừa trong lúc đánh nhau, hắn vô tình nhặt được khẩu súng và bắn về phía của Ronaldo làm ảnh phải bỏ chạy. Cảnh sát sau khi điều tra cũng tìm ra vị trí của Ronaldo và tìm đến quán bar. Lúc này Ronaldo cũng nhận ra thân phận của Đờ Bú. Hắn ta nở một nụ cười rồi bỏ đi, chỉ để lại cho Ronaldo một chiếc điện thoại. Đến khi anh đuổi ra đến cửa thì bọn chúng đã lên xe chạy mất. Ronaldo cũng lấy một chiếc xe khác đuổi theo để lại cảnh sát đứng nhìn phía sau. Lúc này Ronaldo đã bị thương, anh lấy điện thoại gọi cho chúng và đe dọa nếu dám đụng đến Naomi thì anh sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá. Sau đó Ronaldo đã quay về nhà để xử lý vết thương. Anh cắn răng chịu đựng để lôi viên đạn trong bụng ra. Do không có thuốc tê lên, anh phải trải qua cơn đau kinh khủng khiếp. Cảnh sát cũng liên lạc với anh và cho biết Naomi vẫn còn sống. Bọn họ nói đã nhìn thấy cô bé rút tiền ở một cây xăng. Nếu muốn cứu con bé thì hãy hợp tác với họ. Ronaldo nghe xong đã kể hết mọi chuyện. Cầm đầu bọn tội phạm là hai anh em Lu và Đờ Bú. Bọn chúng đã sử dụng anh để gài bẫy Mantu bằng cách đe dọa tính mạng của mẹ con Naomi. Nhưng sau đó bọn chúng đã hại mẹ con bé. Cảnh sát sau khi biết được thông tin đã lập tức điều tra và bắt được tên môi giới của Đờ Bú. Từ miệng của hắn, bọn họ biết được cách thức bọn chúng sử dụng để vận chuyển ma túy. Đó là dùng những đứa trẻ để vận chuyển những gói hàng nhỏ lẻ được giấu trong các xe đồ chơi. Sau khi giao hàng xong sẽ lấy thẻ tín dụng ra cây ATM để rút tiền. Bên này Ronaldo cũng nắm được thông tin và theo dấu đứa trẻ kia về hang ổ của chúng. Vào bên trong, anh tận mắt thấy đám người này dùng lũ trẻ để sản xuất bột trắng. Kinh khủng hơn, phía sau chính là nơi bọn chúng lấy nội tạng đem đi bán. Ở đây anh còn phát hiện ra thi thể của tên trùm Mantu đã bị bọn chúng móc mắt và lấy hết nội tạng. Một tên đang định cho lũ trẻ sử dụng bột trắng thì bị anh bắt gặp. Ronaldo đến phía sau ra hiệu cho cô bé tránh sang một bên, sau đó cầm súng lên bắn một phát tiễn tên này lên bàn thờ. Lúc chó điên và đàn em nghe thấy tiếng súng thì ra xem thử. Kết quả tên đàn em cũng đắp chiếu, còn hắn thì bị bắn cho què giò. Ronaldo đến đấm liên tiếp vào mặt lúc chó điên khiến hắn hỏng cả mic. Đáng đời cho thằng chó hay sủa bừa với anh mày. Anh gọi điện cho Đờ Bú để hắn ta có thể nghe được giọng của em mình lần cuối. Ronaldo đã tặng cho hắn một món quà để hắn có thể cảm nhận được sự đau thương. Khi ngọn đèn rơi xuống cũng là lúc hắn ta phải trả giá cho tội ác của mình. Vụ nổ đã xóa sổ căn cứ của chúng, Ronaldo cũng đã cứu được đám trẻ. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát để giao mọi chuyện ở đây cho họ xử lý, còn mình đi cứu Naomi.
Ronaldo một mình tìm đến chỗ của De Bú, bên trong hắn và đàn em đang ngồi chờ sẵn. De Bú ném cho Ronaldo một cái lọ và nói đó là mắt của Naomi. Anh tức giận rút súng ra bắn về phía hắn, đám đàn em thấy vậy lao lên tấn công liền bị Ronaldo hạ gục, một phát một tên nhanh gọn dứt khoát. Bắn hết đạn anh chuyển sang đấu tay đôi, Ronaldo cầm dao của một tên rồi đâm cho bọn chúng hỏng người. Kỹ năng dùng dao của anh cực kỳ điêu luyện vừa nhanh vừa chuẩn khiến đối phương không thể chống đỡ, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hết đám đàn em. Thấy tình hình không ổn, De Bú định ôm tiền tẩu thoát, còn tên sát thủ này khá tự tin với khả năng dùng dao của mình nên muốn solo với Ronaldo một phán. Cả hai lao vào chém qua chém lại ăn miếng trả miếng, nhưng dù sao thì hắn vẫn không phải là nhân vật mà đạo diễn chọn. Mới đâm được một cái cứ tưởng là mình ngon, ai ngờ Ronaldo lợi dụng sơ hở dùng miệng cắn lấy con dao trên người tung nhát chém chí mạng hạ gục tên sát thủ. De Bú bên ngoài đã lên được xe đang định bỏ chạy thì Ronaldo bất ngờ xuất hiện và bắn nổ lốp xe của hắn. Quá hoảng sợ nên hắn ta đã rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát để báo án. Ronaldo chậm chậm đi đến nổ súng nhưng đạn không xuyên qua được, thì ra đây là kính chống đạn. Hắn ta vô cùng đắc ý nhưng vài giây sau đã sợ xanh mặt, Ronaldo bắn liên tiếp vào một điểm khiến tấm kính bị xuyên thủng, một phát súng xuyên tim kết liễu hắn ta. Cuối cùng Ronaldo cũng đã báo được thù cho hai mẹ con Naomi, anh định dùng khẩu súng trong tay kết liễu mạng sống vì nghĩ bản thân quá vô dụng khi không thể bảo vệ được những người bên cạnh. Đúng lúc anh định bóp cò thì Naomi bất ngờ xuất hiện trước mặt và chạy đến ôm chầm lấy anh, cô bé vẫn còn sống. Thì ra lúc bác sĩ chuẩn bị mổ lấy mắt của Naomi vì không nhẫn tâm nên tên xạ thủ đã cứu cô bé. Cuối phim trước khi bị cảnh sát đưa đi thì Ronaldo đã xin được làm một việc. Anh dẫn Naomi đến cửa hàng tạp hóa gần nhà và mua cho cô bé những dụng cụ cần thiết để cô bé không phải đi ăn trộm nữa. Anh xin lỗi vì lúc trước đã giả vờ không quen biết Naomi và hứa sau khi quay lại sẽ ở bên cạnh Naomi cả đời. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.